một số tu sĩ nữ thuộc Phật giáo phát triển vẫn trang điểm son môi thì có phạm giới hay không? À, nói quý vị buồn chứ còn đừng nói Phật giáo phát triển mấy cô mấy bà tu nữ uh, nam tông thì có đôi khi sư thấy uh, cũng là chân mài sắc lẹm mà nha yeah. quý vị làm suy nhớ đến uh, một cái uh, như sư nói đấy có đời có rất nhiều những cái mặt xã hội mà mình có thể liên hệ tới Phật giáo bằng chứng là à, có người hỏi một cái vị bác sĩ da liễu như thế này là bác sĩ ơi sao mà mấy mấy sư cô ở trong chùa da đẹp vậy <laughs> mà trong khi đó à, tụi con ở ngoài con là nám da rồi tàn nhang rồi mụn rồi đủ thứ hết trơn mà sao mấy sư cô ở trong chùa da đẹp dữ vậy quý vị biết lý do thứ nhất không có xài kem trộn <laughs> cái này là bác sĩ gia liễu nói nha cho bác sĩ nói bác sĩ gia liễu nói tại mấy bà mấy cô ở ngoài xài kem trộn á thành nó phá hư da mặt hết còn mấy mấy sư cô ở trong chùa đâu có xài kem trộn đâu cho nên là da mặt nó vẫn đẹp rồi bỏ qua phần bệnh da liễu một cái nguyên nhân nữa tự nhiên bây giờ kêu sư là nhảy qua cái lĩnh vực làm đẹp nghe nó mắc cười cá nhân sư nha sư ta nói cá nhân sư sư là một người đàn ông hmm. Ờ uh, trước khi vào chùa thì uh, da mặt của sư nó thuộc dạng da nhờn nó mụn nó rất là nhiều mụn ghê lắm mụn mũ rồi nó thấy ớn lắm. Uh, nhưng mà khi mà sư vào thiền viện ấy nói gì nghe có thể có gì thấy kỳ là suốt mười mấy ngày ở trong thiền viện đâu có đâu có sự rửa mặt đâu ở trong thiền viện mà mình đâu có xài sự rửa mặt đâu giỏi lắm là rửa nước bình thường thôi mà ở thiền viện chừng nửa tháng không tới nửa tháng thì mới hơn 10 ngày thôi tự nhiên da hết nhờn và tự nhiên nó hết mụn luôn như vậy cái lý do là gì cái lý do là khi chúng ta sống ở ngoài cái môi trường ô nhiễm á, à, môi trường ô nhiễm làm hư da và hư da mình mua một đống hóa chất về mình tổng nó vô trong mặt của mình và mình nghĩ là dưỡng da thực tế nó càng lúc nó càng phá cái gì da của mình ra nhưng mà mình khi mình vào chùa khi vào thiền viện mình dẹp hết mấy cái thứ trang điểm đó sư sẵn sư nói luôn như lỡ mà mấy bà sư cô mà đang nghe sư nói sư cô nam tông bắc tông đều y chang như vậy nếu mà mấy sư cô mà còn đang xài mấy cái sữa dưỡng ẩm sữa dưỡng da sữa dưới mặt sữa nó dẹp hết đi thời gian đầu nó có thể nó khó chịu nó có thể là nó phản ứng nhưng mà một thời gian sau cái làn da của mình nó trở về tự nhiên á nó hết và từ đó cho đi sư không còn bị ám ảnh bởi cái mụn nữa tức là mình bị cái môi trường ô nhiễm bên ngoài và mình tống một mớ hóa chất ở ngoài mà mình coi nó là sản phẩm dưỡng da thực tế nó không phải như vậy mình cứ để nó tự nhiên và thế là xong à, chỉ có sau này vào thời gian gần đây khi mà sư đi xuất um... thực ấy. À... đi ra ngoài đường thì khối bụi nó bắt đầu nó táp vào mặt nó ô nhiễm trở lại thì sư về sư có làm một chuyện đó là sư lấy xà bông xà bông rửa tay nha, sư không, sư, không, sư không có sư không có nói là cái uh, ba cái sự rửa mặt xà bông rửa tay bình thường ấy. Sư pha cho nó loãng ra, loãng ra và sư rửa mặt để cho nó trôi cái cái lớp mà bụi bẩn ô nhiễm trên mặt. Chỉ vậy thôi. Đấy. À, và bây giờ sư không có xài một bất kỳ một cái sản phẩm dưỡng da nào hết. vì nghĩ là sư nói hơi xa nhưng mà thấy không phải. Ý sư muốn nói ở đây là một cái lời nhắn nhủ của sư dành cho mấy bà sư cô nam bắc là mình thật sự mình không đi vào chùa mình tu rồi mình không cần mấy thứ đó đâu mà mấy thứ đó mình càng xài thì nó càng phá cái lòng da của mình không có cần nha không có cần sư khẳng định không có cần mình chỉ cần ở yên trong chùa lo tu thôi nha ở yên trong chùa lo tu thôi thì tự nhiên ra và nó đẹp thôi không cần phải trang điểm cái thứ nhất cái thứ hai trang điểm cho ma nó coi cái chùa thì chắc có lẽ là ma nhiều chắc là mình trang điểm cho ma nó coi chứ còn chư thiên nó, nó họ gớm cái mặt mình lắm họ không thèm coi đâu có ma chứ có xấu hơn mình nó mới coi thôi chứ không lẽ giờ mình nói trang điểm để cho phật tử vô coi nó kỳ À, còn mà nói có phạm giới hay không thì tự quý vị trả lời được không cần tới sư ngay như trong tám giới đó nó đã có một giới đó là gì không trang điểm, thoa dầu thơm, tràn hoa à, và sức vật thơm, Đây, tức là đã có một cái giới là không trang điểm rồi nó bao gồm luôn ba cái thứ mà nó dưỡng ẩm dưỡng da làm trắng rồi môi mắt rồi tùm lum tùm la không có cần nha không có cần mà làm thì chắc chắn là phạm giới Ờ à, nói nó kỳ nhưng mà cái giới thì nó cũng không nó không có nặng giới thì không có nặng nhưng mà nó kỳ lắm ừ. Uhm.